Nói chung là thì mình nấu ăn cũng được, bạn bè khen cũng ok. Bản thân em thì là khá là nhẹ nhàng theo như mọi người nhận xét ạ. Anh Minh Nhung mà tìm hiểu nếu mà hợp nhau ấy thì có thể là từ nay đến tháng 3 âm lịch sang năm thì có thể dẫn đến kết hôn được không? Bởi vì mình cũng không thể tính trước được mọi chuyện. Nếu mà hợp thì cũng có thể xảy ra. Không biết là anh Dương có sở thích cá nhân đặc biệt gì không ạ? Nói chung là anh thì thích đi du lịch. Em thì cũng là một người khá là thích du lịch.